chọn phòng thiết kế ngủ đẹp phù hợp với sở thích và không gian của phòng ngủ cũng là một điều đặc biệt cần lưu tâm. Hiện nay trên thị trường có rất là nhiều mẫu giường ngủ để các gia đình chọn lựa. Hôm nay ở Thất Sơn Đông sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu giường ngủ đẹp là chính là Thất Sơn Đông thiết kế. Kính mời mọi người cùng theo dõi. Các bạn thân mến, ngày nay một chiếc giường tốt phải là một chiếc giường chắc chắn nhưng vẫn mang lại sự êm ái, thoải mái khi nằm, sự tiện nghi khi sử dụng và đặc biệt không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Mẫu giường này được rất nhiều gia đình lựa chọn bởi dáng vẻ đơn giản, bình dân của nó. Giường được làm từ gỗ đỏ 100%. Gỗ đỏ là một trong những chất liệu gỗ thường được dùng trong thiết kế và thi công giường ngủ để đảm bảo độ bền. Làm bằng loại gỗ tự nhiên này, bạn hoàn toàn yên tâm vì độ chắc chắn, chống mối mọt và chịu được ẩm mốc của chiếc giường. Với kiểu dáng khá đơn giản, không chạm khắc nhiều, vì thế chiếc giường dễ dàng phù hợp với mọi không gian phòng ngủ. Giường có kích thước 1m8 x 2m. Kết cấu giường được thiết kế khá đặc biệt, giúp giường có độ bền và chắc chắn cao. Đầu giường, đuôi giường và vai giường đều được làm bằng gỗ dày 3 phân. Vàng giường làm bằng loại gỗ dày 2 phân. Dưới vàng giường là 5 thang giường bắc ngang, tăng khả năng chịu lực. Tóm lại, chiếc giường ngủ này không chỉ đáp ứng tiêu chí bền đẹp mà còn thể hiện được sự sang trọng đẳng cấp cho căn phòng ngủ của bạn. Và thông qua video này, chúng ta mong rằng chiếc giường này sẽ là một trong những sự lựa chọn của quý khách cho căn phòng ngủ của mình. Bảo trì trên bệnh viện. Và bây giờ video của em cũng đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.